Chào mừng các bạn đã quay trở lại video Mio. Như chúng ta đã biết về series phim truyền hình về Fallout của Amazon đã được ra mắt. Còn rất nhiều bạn chưa nắm được thông tin để có thể bắt đầu xem series này. Vậy thì trong video này, hãy cùng mình đi khám phá những thông tin, khái niệm cơ bản nhất ở trong vũ trụ Fallout để các bạn xem phim một cách dễ dàng hơn nhé. Trước khi phần chính video xin phép cho mình quảng cáo một chút, đó chính là nếu như các bạn cần những cỗ máy PC cực khỏe, cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là GTA 6 thì đừng quên tham khảo những bộ PC đang có tại Hyperbox PC, thương hiệu PC gaming build sẵn được vận hành bởi techspace.vn, đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh DMO. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Vũ trụ Fallout được lấy bối cảnh từ một thế giới song song với thế giới của chúng ta, nơi mà phần lớn diễn biến xuyên suốt dòng chảy lịch sử đều có nét tương đồng. Bước ngoặt đầu tiên dẫn đến sự chia tách giữa hai vũ trụ đến từ một loạt các sự kiện quan trọng thay đổi dòng thời gian của vũ trụ Fallout mãi mãi. Đầu tiên là về mặt khoa học công nghệ, với sự kiện bóng bán dẫn transistor, một linh kiện vô cùng quan trọng trong cấu trúc mạch máy tính, tạo nên sự nhỏ gọn của các thiết bị điện tử không được tạo ra, đã khiến các thiết bị điện tử trong thế giới Fallout có dáng vẻ vô cùng cồng kềnh, cục mịch. Thế nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài, chúng vẫn cực kỳ tinh vi và phát triển với những công nghệ đến từ tương lai. Trong thế giới Fallout, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hay có thể coi là kẻ chiến thắng. Với bàn đạp về kinh tế và chính trị, hàng loạt các siêu tập đoàn Mỹ đã liên tục bành trướng với sự ảnh hưởng cực lớn trên mọi khía cạnh khác nhau của đời sống. Poseidon Energy, ông chủ năng lượng với hàng loạt các chi nhánh nhúng tay vào tất cả các lĩnh vực năng lượng trên thị trường, từ các dạng năng lượng thô như dầu mỏ, khí đốt cho đến các dạng năng lượng tái tạo. Cũng như trong vũ trụ của chúng ta, thế giới của Fallout cũng có cho mình nền công nghiệp nước giải khát, mà trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến tập đoàn nước giải khát Nuka-Cola Corporation, với sản phẩm chủ lực là loại nước giải khát cùng tên, loại đồ uống phổ biến nhất trên toàn cầu. Roco Industries, siêu tập đoàn công nghệ đứng sau hầu hết các phát minh khoa học kỹ thuật tiên tiến, từ phần mềm cho đến các loại robot tối tân, để hình nên bối cảnh của vũ trụ Fallout. Và còn đó rất nhiều các siêu tập đoàn nâng vị thế của nước Mỹ lên một tầm cao mới. Chính vì lý do đó, để tưởng thưởng cho chiến thắng, nước Mỹ đã thay đổi cách vận hành của mình để có thể dễ dàng quản lý hơn về mặt hành chính. Năm 13 của nước Mỹ đã trở thành 13 Commonwealth, hay 13 khối thịnh vượng chung với mục đích cùng nhau phát triển. Thế nhưng, rồi các khối lại quay sang đấu đá nhau về nhiều mặt và kết quả làm cho nước Mỹ dần suy yếu. Còn ở phía bên kia bán cầu, Trung Quốc dần nổi lên thay thế Liên Xô và trở thành đối trọng và mối đe dọa của Mỹ trên cán cân quyền lực. Bên cạnh câu chuyện về chính trị thì nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới đang dần cạn kiệt và cũng là nguyên nhân chính gây ra xung đột giữa các phe, khơi mào trong cuộc chiến tranh tài nguyên Resource Wars kéo dài suốt 8 năm, khiến Liên Hợp Quốc phải chính thức giải tán và đẩy chiến tranh hạt nhân đến ngưỡng báo động. Nước Mỹ lo sợ về một cuộc chiến tranh hạt nhân ở diện toàn cầu nên đã bắt đầu những kế hoạch với mục đích cao cả là để giúp cho người dân của mình có thể tồn tại. Và thế là dự án mang tên Project Safe House được tập đoàn Vault Corporation triển khai với trọng tâm xây dựng các hầm trú ẩn hay các vault mà chúng ta có thể thấy ở trong phim. Ở Mỹ, có tổng cộng 122 vault chính thức được xây dựng, mỗi hầm có 2 GEC, hay là Garden of Eden Creation Kit, có thể dùng để tái tạo sự sống ở bề mặt khi mà độ phóng xạ giảm xuống mức rất thấp. Cùng với đó là số các công cụ cần thiết có thể giúp duy trì sự sống cho các cư dân trong hàng trăm năm. Với danh nghĩa đầy cao cả là bảo vệ người dân hay nền văn minh loài người, thế nhưng mục đích thực sự đằng sau là nhằm phục vụ cho các thí nghiệm bệnh hoạn của các nhà khoa học của Voltech. Các cư dân của hầm sẽ được tuyển chọn một cách nghiêm ngặt theo mục đích của thí nghiệm, hoặc cũng có thể là theo một cách ngẫu nhiên. Họ được gọi là các Vault Dweller, được khoác trên mình bộ trang phục Vault Jumpsuit. Trên tay trái là một thiết bị đeo có tên là Pip-Boy, một thiết bị xử lý, theo dõi thông tin cá nhân, sẵn sàng cho vô số những thí nghiệm cả về thể chất lẫn tinh thần, hành vi xã hội con người mà phần lớn trong đó có thể coi là những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Và tất nhiên là những cư dân trong các hầm gần như hoàn toàn không biết gì về điều này. Nếu bạn tò mò về thí nghiệm điên rồ, vô nhân tính của các Vault hay muốn có một góc nhìn sâu hơn về thế giới Fallout thì đừng quên ghé qua series về Fallout của bọn mình ở trên kênh DMO nhé. Quay lại dòng chảy sự kiện, sau cuộc chiến tranh tài nguyên, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đối đầu nhau trong căng thẳng tại bán đảo Alaska. Suốt 10 năm chiến đấu với nhau, Mỹ và Trung Quốc đã tập trung gần như toàn bộ tiềm lực của mình để phát triển về mặt quân sự tới mức tối đa. Đỉnh cao là Mỹ đã tạo ra được robot và những bộ Power Armor lừng danh để đánh bại kẻ thù. Thế nhưng, tất cả cũng không thể ngăn được sự kiện The Great War, cuộc chiến cuối cùng của nhân loại. Ngày 23 tháng 10 năm 2077, các cường quốc trên thế giới đã đồng loạt giao đấu với nhau bằng các đầu đạn hạt nhân. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, nền văn minh nhân loại đã gần như bị quét sạch khỏi trái đất. Về mặt tiền tệ, khi nền văn minh nhân loại gần như bị quét sạch, hệ thống xã hội sụp đổ và kéo theo đó là cả hệ thống tài chính, tiền tệ. Con người quay lại thời đồ đá, quay lại với các phương pháp sử dụng hiện vật để trao đổi. Thế nhưng, khi giao thương bắt đầu mở rộng, họ lại cần những hiện vật mang tính tượng trưng cho đồng tiền. Họ cần một thứ gì đó nhỏ gọn, phổ biến toàn cầu. Và thế là hệ thống tiền tệ có 102 được ra đời. Caps, bottle cap hay nắp chai trở thành đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn của hầu hết người dân đã may mắn sống sót ở khối thịnh vượng chung. Caps thông thụng nhất là nắp chai của thương hiệu Nuka-Cola. Thế nhưng, cũng sẽ vẫn có những loại caps giá trị cao hơn đến từ các thương hiệu nước giải khát khác vô cùng quý hiếm.
ví dụ như nắp chai của thương hiệu Sunset Sasa Parilla được săn lùng như những bảo vật quý hiếm. Chúng ta đã đi một vòng tóm tắt sơ lược về bối cảnh cũng như lịch sử của thế giới này, sẽ thật sự thiếu sót nếu như giống loài đột biến chắc chắn không xuất hiện trong phim. Đầu tiên là về Gu. Gu được tên gọi chung của cộng đồng những con người may mắn hoặc cũng có thể là đen đủi, bằng một cách thần kỳ nào đó đã tồn tại và biến đổi để thích nghi môi trường phóng xạ cao sau chiến tranh hạt nhân. Với ngoại hình cực kỳ gây thiện cảm với làn da bong chóc và khuôn mặt như Deadpool, dẫu vậy trí thông minh và nhận thức của họ vẫn khá nguyên vẹn. Ngoài ra, Gu còn miễn nhiễm với phóng xạ và thậm chí có tuổi thọ tự nhiên cao đến hàng trăm năm. Những Gu bị tổn thương não hay sống quá lâu sẽ trở thành các Feral Gu, mất đi nhân tính và chúng thường sẽ lảng vảng ở những khu vực tối tăm, ít ánh sáng và tấn công bất kỳ thứ gì tiến lại đủ gần. Super Mutant có nguồn gốc từ con người, thế nhưng thay vì đột biến một cách tự nhiên như Gu thì các Super Mutant được tạo ra dưới sự xúc tác của virus cưỡng chế tiến hóa FEV, là một loại vũ khí sinh học được nghiên cứu bí mật bởi nước Mỹ với mục đích tạo ra các siêu chiến binh bằng cách thay đổi cấu trúc ADN của các đối tượng nghiên cứu. FEV sẽ khiến đối tượng phơi nhiễm phát triển cơ bắp một cách vượt bậc, tăng cường sức bền, sức chịu đựng và đặc biệt tăng cường cả trí tuệ. Quân đoàn Super Mutant với nước da đặc trưng và cơ thể to lớn luôn là mối đe dọa tiềm tàng đối với tất cả sinh vật sống tồn tại trong thế giới Fallout. Mỗi khi nhắc đến những nét đặc trưng của thế giới Fallout thì sẽ thật là một sự thiếu sót lớn nếu như không nhắc đến những phe phái đầy thú vị với những tư tưởng, đường lối khác nhau. Đầu tiên không thể không nhắc đến Brotherhood of Steel hay Hội Anh Em Thép là những thiên binh thiện chiến bậc nhất và có nguồn gốc từ những binh lính quân đội Mỹ đã đào ngũ và từng tham gia những thí nghiệm tạo ra siêu chiến binh, được thành lập bởi Roger Mason trước cả The Great War. Hội Anh Em Thép không tập trung ở một nơi mà rải rác khắp nước Mỹ, với mỗi phân nhóm là một mục tiêu hành động khác nhau, chính tả lẫn lộn. Hội phía Tây thì tin rằng nòng cốt của tổ chức nên là một hội chiến binh thuần chủng và không hẳn là giúp đỡ hết mình những kẻ du mục mà tập trung vào công cuộc tìm kiếm và bảo tồn công nghệ của thế giới cũ. Còn hội phía Đông vốn là những người của hội Tây tìm đến được thủ đô Washington thì do tình thế phải chiến đấu với nhiều quái vật đột biến hơn nên có tính chất rộng mở để kêu gọi thêm quân số và bảo vệ những người dân vô tội. Brotherhood of Steel nổi bật với những loại khí tài công nghệ và quân sự tiên tiến, có thể kể đến những bộ giáp Power Armor, những phi cơ Vetibert và cả pháo đài bay, công trình biểu tượng cho sức mạnh tuyệt đối thách thức mọi mối đe dọa. Trong trailer của series, chúng ta thấy một phân đoạn ngắn lướt qua một cột mốc về cái tên thị trấn Sandy Sands và lấy bối cảnh Los Angeles. Đây có thể là những manh mối đưa chúng ta đến một trong những phe phái cực kỳ đặc biệt ở phía bờ Tây của nước Mỹ, NCR hay New California Republic, là một nước Cộng hòa Liên bang thời hậu chiến được thành lập ở New California, là một thể chế tự coi mình là một người kế thừa các giá trị dân chủ, bình đẳng, tự do cá nhân và pháp quyền tương tự như thời điểm trước chiến tranh hạt nhân. NCR có thể gọi là đại diện cho sự tiến bộ, trong khi các bộ lạc và những người dân du mục khác phải vật lộn để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt của vùng hoang mạc, thì công dân ở đây sống ở những vùng đất xa hoa, có một nền kinh tế ổn định, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, luật pháp, an ninh và chính phủ hợp pháp. Khởi nguồn của NCR là bắt đầu từ một thị trấn nhỏ có tên là Sandy Sands. Enclave ban đầu có thể gọi là những chóp bù của chính phủ Mỹ và đây là hậu duệ của họ. Họ chính là những kẻ đầu tư tiền của và các vault. Họ là những chủ tịch của tập đoàn lớn, nắm cơ sở vật chất và năng lượng như Voltech, Poseidon, Robco, v.v. Và họ cho rằng mình là những kẻ thượng đẳng, không bị đột biến và là dòng máu thuần khiết nhất của loài người. Những Enclave đời trước biết con người khó lòng thoát khỏi cuộc chiến gây diệt chủng, nên họ đã có ý định tìm hành tinh khác để cư ngụ. Nhưng để biết đến tình trạng con người khi sống ở những môi trường khác nhau như thế nào, thì họ đã tạo ra các vault và tiến hành những thí nghiệm ghê tởm. Những hậu duệ này về sau sinh sống ở trên một giàn khoan dầu ở bờ Tây với đầy đủ công nghệ tiên tiến bậc nhất, còn để bảo vệ chính bản thân họ và đồng thời chuẩn bị cho một cuộc chiến giành lại những thứ vốn dĩ là của mình và muốn tiêu diệt gần như toàn bộ những kẻ mà họ cho là đột biến. Mặc dù trong thời điểm các sự kiện của series đã diễn ra, tổ chức Enclave đã gần như bị xóa sổ bởi Brotherhood of Steel. Có thể sau này, Enclave cũng xuất hiện như một yếu tố bất ngờ với tư cách là một trong những phe phản diện xuyên suốt lịch sử của thế giới Fallout. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé TechSpay Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus ZenCore 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School. Được rồi, đây có lẽ là những thông tin ngắn gọn để các bạn cần biết trước khi xem series phim này. Và để có một trải nghiệm thú vị và hấp dẫn nhất, các bạn đừng quên tự mình xem series phim này hiện đã ra full 8 tập nhé. Còn bây giờ đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh DLM ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.